Chào bạn nha. Hôm nay mình ra cái khu công nghiệp để xem công nhân làm cái đất vườn ươm, cái quế giống và san cái mặt bằng. Thì ở cái bãi đất hoang này của khu công nghiệp có rất nhiều cái mùa mọc rải rác xung quanh đây. Đây trước mặt các bạn đây là cây mùa hay gọi mùa bà. Cây này thường mọc hoang dại nhé, nhiều nơi trên đất nước ta. Nhiều người cứ nhầm ấy, cái mua với cái sim, thực ra chúng là khác nhau hoàn toàn các bạn nhé. Mua có trên dưới 10 loại cây mua đấy, không phải là một loại mua như các bạn tưởng đâu. Nhiều người nhầm tưởng đây là cây sim nhưng không phải đâu nhé. Sau đây là mình giới thiệu qua về cây mua này để các bạn nắm bắt được này, biết là nhận biết được này. Đó, cây mua này lúc nó ngọn non này nó có màu nâu này, khi về già cái thân nó chuyển sang cái màu trắng. Lá của nó thì hình bầu dục này, mặt trên xanh tắm, mặt dưới màu hơi vàng, có các gân nổi rất rõ rệt. Tôi đếm xem bao nhiêu gân nhé, 1, 2, 3, 4, 5 gân. Mặt trên có nâu, mặt dưới cũng có nâu, mép nó không có răng cưa. Đây đang mùa hoa, quả nó thường vào tháng 5 và tháng 6 dương lịch đấy. Hoa rất là đẹp, màu tím, màu tím rất thủy chung, đẹp chưa? Cây này chúng ta có thể là trồng trước cửa nhà làm cây cảnh, nhưng khi trồng chúng ta búng cả gốc của nó lên nhé thì mới trồng được. Còn chúng ta đánh mà tách cây ra bầu ra là nó dễ chết lắm. Sau đây mình chia sẻ một số cái tác dụng làm thuốc của cây mùa này. Các bạn nào bị đau dạ dày, đại tràng thì các bạn cứ đào cho tôi lấy cái rễ của cây mùa này lên một nắm này, cây khổ sâm một nắm này, dạ cẩm một nắm này, rễ cây bùng bục một nắm này, và thêm được cái cây rau mương thì càng tốt các bạn ạ. Đấy, chỉ cần 5 vị thôi, thuốc dạ dày chúng ta, dạ dày đại tràng cũng không cần nhiều vị đâu. Nếu thêm được cái phần lá khôi thì tuyệt vời. Thế là thứ nhất về chữa về bệnh dạ dày, thứ hai cái mùa này là chữa cái bệnh bạn không may bị té, bị ngã xe, ngã xe máy hay là ngã xe đạp, chân bị sưng lên đau nhức, thì các bạn cứ lấy một nắm cái lá cái mùa này về rửa sạch giã nát ra này, với một nắm lá rau ngót này, một nắm lá ổi này, một nắm lá chè, chỉ cần 4 vị đấy thôi. Sau khi giã nát là trộn với cái nước vo gạo nhé, cho vào lá chuối nướng nó lên, sau đó là các bạn lấy ra vào chỗ bị té bị ngã thì nhanh chóng khỏi và vết thương sẽ không bị sẹo đâu nhé. Đấy, thời học sinh hay thời trẻ trân châu thì thường hay lấy cái quả này để ăn này, quả này nó hơi nhỏ thì các bạn ăn cái quả này, bọn tôi trên vùng cao này, này hay ăn lắm, vùng Trung Du cũng hay ăn, quả ăn tím này ăn xong là mồm với lưỡi là cứ đen xì hết cả lên, ăn rất ngon các bạn. Đấy, tôi ăn cho xem. Quả này nó hơi nhỏ, quả nó to cơ. Đẹp không? Xin chào và tạm biệt các bạn nhé.